Hello, xin chào các bạn. Thì như lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn thủ tục để đổi để dịch bằng lái ô tô hoặc xe máy ở Nhật Bản. Thì nếu như các bạn dịch ở ngoài thì ở Nhật Bản thì nó có cái hệ thống là JAF, đó là cái cộng đồng liên minh mà ô tô ở Nhật Bản thì họ rất là uy tín và họ chuyên dịch bằng lái từ tiếng nước ngoài sang tiếng 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 bản địa. Thì hôm nay thì mình lại giới thiệu cho các bạn một cái thủ tục, đó là dịch xác xin xác nhận bằng thật. Tại vì như các bạn đã biết á, thời gian gần đây thì ở Nhật nó cũng xảy ra rất là nhiều vụ tai nạn giao thông. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc ở nước Nhật ngày càng tăng lên, thì do đó thì nó cũng kéo ta làm tăng lên cái tỷ lệ tai nạn nó cũng tăng lên. Do đó là cái việc mà cấp bằng lái đổi bằng từ bằng lái của nước ngoài chuyển sang bằng của Nhật Bản thì nó càng ngày nó sẽ càng khó hơn. Để các thủ tục cho nó một cách trơn tru trôi chảy thì các bạn có thể xin xác nhận bằng thật. Đó là cách làm mà mình xin xác nhận bằng thật, ở một là ở các đại sứ quán của Việt Nam tại Nhật Bản, và hoặc là các tổng lãnh sự quán của Việt Nam ở Nhật Bản. Thì nó có thể là ở đại sứ quán ở Việt Nam thì ở Tokyo, còn tổng lãnh sự quán thì có ở Osaka, ở Fukuoka, vân vân. Thì những cái giấy tờ cần thiết để cần đổi qua một cái xin xác nhận bằng thật, đó là cái thứ nhất là các bạn cần phải có cái hộ chiếu trang 2 và trang 3 của các bạn, photo là các bạn nên photo màu nha các bạn. Cái giấy thứ hai mà cần thiết nữa đó là cái bằng ô tô của mình hoặc là cái bằng xe máy, các bạn photo hai mặt, photo màu nha các bạn. Rồi cái thứ ba là các bạn phải in ra cái trang thông tin. Đây, các bạn in cái trang thông tin. Cái trang thông tin này các bạn có thể in ở trên trang thông tin giấy phép lái xe. Các bạn in ở trên trang web là giấy phép lái xe viết tắt nha các bạn, .gov.vn. Thì vào đó thì các bạn dùng cái mã số mà ở trên cái giấy phép lái xe của mình có đó, các bạn đăng nhập vô đó, các bạn nhập ngày tháng năm sinh thì nó sẽ ra cái thông tin của các bạn, cái số nó gồm có ngày sinh nè, họ tên nè, rồi số phôi của thẻ giấy phép lái xe nè, và nơi cấp giấy phép lái xe, rồi ngày cấp, ngày hết hạn giấy phép lái xe. Thì khi các bạn có thì các bạn sẽ gửi bưu điện. Nếu mà các bạn có thể ở gần nơi đó thì các bạn có thể trực tiếp đến đó, có thể lấy ngay trong ngày. Còn nếu như các bạn nào ở xa thì các bạn nên gửi đường bưu điện thì nó sẽ thuận tiện. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nó rất là dễ dàng để mình làm, tại mình không mất thời gian, không phải xin nghỉ để đi làm thủ tục. Và tiện đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn cái việc mà gửi giấy phép lái xe, gửi hồ sơ ở Nhật bằng đường bưu điện bằng một số cách như sau. Việc xin xác nhận bằng thật này thì các bạn phải gửi bằng tiền mặt nữa, phải gửi theo tiền mặt nếu như các bạn gửi đường bưu điện nha. Nhưng mà các bạn gửi theo phong bì thì không được. Đây, để mình hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gửi bằng Letterbox, thì đây là cái bì thư, đây là cái bì thư mà mình đã mua. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách để gần gần đây mình nãy mình sẽ tránh ra xíu nha. Rồi thì các bạn bỏ vào đó là những cái giấy tờ hồi nãy mình đã nói với các bạn rồi, thì các bạn bỏ vào đây thì các bạn chỉ cần ở ở đây là nó có cái mã số bưu điện. Đây là mã số bưu điện, thì các bạn gửi lên tổng lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán thì các bạn có thể tra trên mạng á, thì nó sẽ có cái số bưu điện của tổng lãnh sự, các bạn gửi vào đây. Đấy. Rồi các bạn ghi cái tu tu là Otodoke, Saki là cái nơi đến, là cái nơi mà các bạn sẽ gửi. Đây, còn cái từ đâu, đây là địa chỉ của bạn, cũng rất là dễ thôi chứ nó cũng không khó đâu. Rồi, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái giới hạn mà các bạn gửi đây á, mình cũng xin giới thiệu sơ qua. Đây là nó chỉ gửi được đến 4 kg thôi. Đấy. Cái trọng lượng mà bạn có thể gửi là chỉ đến 4 kg thôi, trên 4 kg thì nó sẽ không không nhận. Đấy. Rồi, các bạn lật ra đây, ở đây á thì nó lại có cái mã số nha các bạn. Các bạn nhớ cái mã số này nè. Đây là cái mã số mà mình có thể tra đường bưu điện, mình có thể lên cái trang web này, cái trang web sport.japansport.gp, thì các bạn có thể tra được là cái đường bưu điện của mình đã gửi tới đâu, tiếp nhận tới đâu. Sau khi các bạn đã gửi bưu điện rồi thì các bạn có thể lên đó các bạn tra và dễ dàng biết được. Ấy, lật ra phía sau thì ở đây nó có cái 4 ký hiệu này, các bạn nhìn kỹ nha. Omosa Yonkiromade, tức là các bạn chỉ gửi được tới 4 ký thôi. Còn Shinso là các bạn có thể gửi thư từ tính thư đồ vân vân, những giấy tờ quan trọng. Warimono các bạn không được gửi, đây là nó đánh chéo dấu ít nè, các bạn nhìn kỹ nha, đánh chéo dấu ít nè là không được gửi.
và cái Genkin là không được gửi tiền, đặc biệt là những cái phong bì thư này các bạn không được gửi tiền nha. Ở đây thì nó có ghi một cái câu nè, cái câu là Retapaku de Genkin okure wa subete sagi desu. Okokoro atari ga areba, sai yori no keisaku, genwa bango wa tatsu 91110 ni go shodan kudasai. Thì cái câu này nó có nghĩa là Letterpack, nếu gửi bằng Letterpack á, thì nếu mà các bạn gửi trong đó có gửi tiền mặt á, thì đều là lừa đảo. Và nếu như vô tình mà mình biết được á, thì hãy đến cái cơ sở cảnh sát gần nhất, hãy đến cái cơ quan cảnh sát gần nhất, hoặc là gọi điện đến 9110 để gọi báo cho họ. Thì đấy, đây là một cái toàn ấy, còn cái thư, đây còn cái thư, à, toàn thư. Thì khi mà các bạn gửi về như thế này á, gửi đi á, thì ở trong đó nó sẽ bao gồm là gì, để mình nhắc lại nha, thì cái hộ chiếu trang 2 trang 3 của bạn, và cái bằng lái xe máy hoặc ô tô, photo màu hai mặt nha các bạn. Rồi cái phần thứ ba là các bạn vào trang thông tin giấy phép lái xe .gov.vn để lấy thông tin, rồi các bạn gửi vô chung cái này. Và mình sẽ xin giới thiệu với các bạn một cái nữa, đó là cái đây là cái phong bì này nó khác với phong bì nãy gì, cũng là gửi thư nhưng mà cái phong bì này các bạn được phép gửi tiền. Thì khi mà các bạn muốn gửi tiền á, các bạn ra ngoài Yubin Kyoku là bưu điện á, thì các bạn nói là Genkin de okuritai desu, Genkin de okuritai desu, yoroshiku onegai shimasu. Thế là người ta sẽ đưa ra cái phong bì này cho các bạn. Thì cái phong bì này á là nó sẽ có ghi cái nơi đến, cái nơi các bạn gửi đến nè. Ở trên này nó sẽ ghi là cái mã số bưu điện đó, mã số bưu điện và nơi đến, và họ sẽ dán con tem ở đây, và họ ghi, mình ghi cái địa chỉ, họ, các bạn để nè, để hồ sơ giấy phép lái xe đấy, các bạn ghi hồ sơ giấy phép lái xe, rồi xong rồi sau đó các bạn ghi địa chỉ ở dưới của các bạn đó. Và ở trong này á, thì có một lưu ý nhỏ, đó là nó sẽ phong thư lại, sau đó thì các bạn trong cái phong thư, trong cái phong bì này các bạn không được gửi trên 50 măng, các bạn chỉ gửi được 50.000 yên thôi, 50 măng thôi. Đấy, cái giới hạn của nó là chỉ là 50 măng thôi nha các bạn. Sau khi các bạn ra bưu điện á, thì họ sẽ thu tiền của các bạn. Thì thí dụ như mình đây, trường hợp của mình là mình gửi 6 sen lên tổng lãnh sự quán Osaka, thì mình gửi 6 sen thì phí của nó là 519 yên, và 519 yên mình gửi nè, tại mình gửi đi số tiền 6 sen đó thì nó thu tiền. Thì sau đó họ sẽ cho phép mình che lại những cái thông tin, để tại vì YouTube họ không có cho á. Cái người ta sẽ đưa cho mình một cái tờ giấy này nữa. Đấy, ở trên giấy này á, thì nó sẽ ghi được là cái nơi mà gửi tiền tới, và cái nơi mà mình gửi, địa chỉ mà mình gửi. Cái thứ hai nữa là nó sẽ cho một cái Otoi Awase Bangon. Đây là cái mã số này, nó cũng giống như cái mã số bưu điện hồi nãy, để các bạn có thể tra được cái số tiền của mình gửi đã đi tới đâu. Đấy, sau khi các bạn gửi lên thì một là các bạn gửi theo kiểu Letterpack 520 này. Mình thì nó có nhiều loại nha các bạn, có thể là 370 hoặc là những cái loại khác, nhưng mà mình lựa cái loại này rồi vì nó uy tín và an toàn, nó nhanh hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là những cái loại khác cũng được. Thì tùy theo mục đích của mỗi người mà mình có thể dùng những cái công ty vận chuyển giống như Yamato nè, hoặc là Yubin Kokoku nè, vân vân, hoặc là mình mua cái Letterpack này. Letterpack này nó bán ở ngoài company rất là nhiều, nó bán sẵn cho mình luôn, là 520 yên này là đã bao gồm tiền phí gửi rồi, cho nên các bạn không cần phải gửi nữa. Các bạn chỉ cần ghi sẵn hết, các bạn có thể đi đến cái hòm thư nào gần nhất để các bạn bỏ vô cũng được, hoặc là các bạn ra bưu điện. Còn tiền mặt là các bạn phải ra ngoài bưu điện để các bạn viết và người ta thu tiền phí. Thì ấy, cái thứ hai nữa là khi mình gửi hồ sơ rồi thì ở trên trong tổng lãnh sự quán á, người ta sẽ gửi lại về cho mình cái giấy chứng nhận. Và như vậy thì mình phải xin một cái giấy để mà người ta có thể gửi về cho bạn bằng phong bì thư. Thì một là các bạn dùng cái Chakubarai này. Đây là cái Chakubarai này thì nó giống như là cái phiếu để mà bưu điện ghi á, thì gửi để cho tổng lãnh sự quán, người ta sau khi có kết quả người ta sẽ gửi về cho bạn. Thì các bạn xin sẵn ở ngoài bưu điện, các bạn ghi, một là các bạn sẽ ghi cái địa chỉ sẵn của các bạn là đến nè, tại vì mình đã gửi đi rồi thì bây giờ người ta sẽ, tổng lãnh sự quán có kết quả người ta sẽ gửi đến, thì mình ghi về cái địa chỉ của mình ở đây, bỏ trống cái prom này, tức là cái nơi, thì tại tổng lãnh sự quán họ sẽ đóng mộc vào đó cái địa chỉ của họ đấy. Thì khi mà các bạn nhận được cái phong bì này với lại cái kết quả thì mình sẽ trả tiền. Đấy là cái ấy. Còn như mình á, thì thì khi mà mình làm á, thì mình mua luôn thêm một cái phong bì này nữa. Tức là mua thêm một cái phong bì 520 yên này, mình sẽ bỏ vô trong luôn.
mình sẽ kẹp vô trong, mình kẹp đôi lại như vậy nè. Đấy, mình kẹp đôi lại như vậy, xong rồi sau đó mình bỏ vô trong một cái phong bì 520 yên giống vậy luôn. Thì khi đó thì tổng lãnh sứ quán á, họ sẽ gửi về cho mình cái ấy. Nhưng mà các bạn nhớ rõ, khi đó các bạn cũng ghi cái phong bì kia là cái nơi đến nha, ghi lại nha, tức là ghi nơi đến là các bạn ghi là nơi của mình ở nè. Đấy, đi nơi của mình ở nè, để tổng lãnh sứ quán họ đóng mộc lại, họ đóng cái địa chỉ của họ vô trong này. Đấy, sau khi mà khoảng một tuần nha các bạn, một tuần thì làm xin giấy xác nhận bằng thật á, là phải một tuần mới có kết quả. Thì mình gửi thứ hai tuần, tuần thứ bảy, thứ thứ hai tuần này thì thứ hai tuần sau là sẽ có. Nếu mà các bạn gửi bằng đường bưu điện thì tùy theo địa chỉ và tỉnh của các bạn có nữa, thì họ sẽ gửi về cho các bạn như thế này. Tổng lãnh sứ quán sẽ gửi về cho các bạn cái giấy trang thông tin giấy phép lái xe với một cái tờ giấy để chữ này các bạn. Chữ này là Ninso, chữ Ninso nè ha. Chữ Ninso này á, là nó ghi cái nội dung, họ ghi là cái nội dung là tổng lãnh sứ quán Osaka xin xác nhận dựa theo cái luật của Bộ Giao thông Vận tải, xác nhận, xin xác nhận là cái bằng này là bằng thật của cái người, họ tên, địa chỉ, năm sinh, quốc tịch, nơi ở và nơi cấp bằng, rồi số bằng lái xe và rất là nhiều. Và sau đó là đóng dấp like của hai cái tờ giấy này lại. Thì khi đó các bạn chỉ cần lên trung tâm giấy phép lái xe để các bạn đổi thì là ok, nó cũng dễ dàng hơn, nó nhanh hơn. Đấy, khi mà bưu điện gửi tới về tới nhà, mình cũng có một lưu ý nhỏ là khi mà bưu điện gửi về tới nhà, khi mà các bạn tra thì họ sẽ thường ở bên Nhật thì mình sẽ đi làm, có thời gian vắng ở nhà thì nó sẽ không có, thì họ sẽ gửi lại cho mình cái một cái trang như này. Họ gửi cho mình ở trên này á là họ dán lại thôi, còn cái họ gửi cho mình một cái phiếu, nó tương đương cũng giống vậy luôn mà nó lớn hơn xíu, thì họ để là cái số mà để tra dấu tích của cái phong bì thư á, là cái số này là cái số mã số của bưu điện, mã số của phong bì của mình. Còn cái hai tatsubi á là người ta để là cái ngày mà người ta giao tới cho mình là ngày đó, giờ đó đó. Và cái thứ ba nữa là người ta để là hokankigen. Hokankigen nó có nghĩa là cái thời gian mà người ta lưu lại ở bưu điện, tức là người ta giữ cho mình á, nếu mà chẳng may mà tới thời gian đó mà không tới á, không tới được mà không nhận được, người ta sẽ trả lại về tổng lãnh sứ quán. Đấy, cho nên là các bạn lưu ý, thì người ta sẽ gửi cho các bạn về một tờ giấy đấy, thì các bạn chỉ cần có cái mã code á, hoặc là cái mã code của trên cái phiếu đó đó, hoặc là cái trang web đó, các bạn chỉ cần lên, các bạn vô lấy cái máy camera này, các bạn chụp cái mã code đó là nó tự đăng nhập vô cái trang web đó, xong các bạn bấm cái số của mình thì nó sẽ hiện lên cho bạn cái ngày giờ các bạn có thể hẹn lại người ta bữa khác bữa sau. Thì các bạn lưu ý là nếu mà họ giao trong ngày á, họ chỉ giao lại đến 5 giờ chiều thôi, còn nếu qua ngày hôm sau á thì các bạn có thể hẹn vào một cái giờ khác, chẳng hạn như các bạn giao trong buổi sáng nè, rồi giao từ 12 giờ cho đến 2 giờ, 2 giờ đến 4 giờ, 4 giờ 6 giờ, 6 giờ đến 8 giờ, vân vân, rồi từ 7 từ 8 giờ rồi 8 giờ từ 7 đến 9 giờ vân vân. Thì nó cái cách vậy, các bạn có thể tích vô cái phần đó, thì các bạn bấm vô cái địa vô cái phần ở trên mạng á, thì nó các bạn sẽ hẹn lại người ta buổi sau. Đây các bạn nhìn kỹ nè, đây người ta để là Jitaku nè, rồi người ta giao nè, giao cho mình là không có fuzai, là mình không có ở nhà, cho nên là người ta lưu ở trên cái tờ giấy của phong bì của mình. Và người ta giao cho mình là một cái like nữa để cho mình đăng ký ở trên mạng, hoặc là mình gọi điện tới cục bưu điện cũng được. Nhưng mà bưu điện chỉ làm việc, dư biên kêu cường chỉ làm việc tới 5 giờ chiều, các bạn chú ý điều đó nha, để các bạn có thể nhận lại cái phong bì của mình. Đấy, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái thủ tục xin xác nhận bằng thật từ tổng lãnh sứ quán hoặc là đại sứ quán. Thì cái này nó cũng rất là dễ dàng, và cũng phí thì mình bỏ vào phong bì là 6 sen, thì khi mà nhận lại được thì mình nhận lại được là 4 sen 160 yên, thì tính ra thì mình chỉ mất khoảng 1 sen 940 yên. Thì đó là cũng là một cái số tiền để mình xin xác nhận bằng thật. Khi mình làm hồ sơ thì nó sẽ dễ dàng và nhanh chóng. Đấy, và ngoài ra thì ở Nhật á, thì người ta xét rất là kỹ. Ngoài ra thì các bạn biết rồi, ở Việt Nam mình cũng có cái việc mà làm bằng giả này nọ hoặc là ấy á, thì nó cũng rất là phổ biến, cho nên thành ra là qua nước ngoài á, thì họ cũng đề phòng, cho nên thành ra là khi mà mình xin xác nhận bằng thật á, thì mình sẽ yên tâm hơn và mình làm hồ sơ nó cũng trôi chảy hơn và mình không mất thời gian nhiều lên đấy. Và xin chúc các bạn làm tốt, nếu có gì không rõ thì các bạn có thể nhắn tin comment, và mình sẽ trong cái khả năng hiểu biết của mình thì mình sẽ giải đáp thắc mắc. Và